Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và để đến với chương trình ngày hôm nay thì rất mong các cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng hoan hỉ bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận được những cái video mới nhất từ Phong Thủy Tâm Nguyên, chia sẻ những kiến thức phong thủy ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống để giúp cho cuộc sống của cô chú anh chị và các bạn trở nên là tốt đẹp hơn, cũng như là chúng ta đón được nhiều yếu tố về tài lộc, sức khỏe và gia đạo bình an nhiều hơn. Và ngày hôm nay trong chương trình chia sẻ về kiến thức phong thủy ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng nhau trao đổi đến các cô chú và anh chị và các bạn những cái yếu tố phong thủy trong phòng khách. Như chúng ta đã biết được rằng là mỗi một công năng trong ngôi nhà khác nhau thì nó mang những cái ý nghĩa khác nhau, chủ về các cái yếu tố khác nhau trong ngôi nhà. Ví dụ như phòng ngủ là nơi quyết định đến yếu tố về sức khỏe, phòng bếp là nơi quyết định đến yếu tố về sự hòa hợp, viên mãn trong gia đình. Vậy thì phòng khách thì chủ về yếu tố gì? Phòng khách chủ về yếu tố về tài lộc, các cô chú anh chị ạ. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi đến yếu tố phong thủy trong phòng khách. Những cái nguyên tắc nào mà chúng ta cần phải đảm bảo và những cái yếu tố nào trong sai phạm bố trí phong thủy trong phòng khách mà chúng ta cần phải chú ý. Để nếu như chúng ta bố trí đúng và hợp lý cả về yếu tố về kiến trúc và phong thủy thì sẽ mang lại đến rất nhiều yếu tố về tài lộc cho gia đình chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta bố trí yếu tố sai về phong thủy cũng như những cái nguyên tắc tối thượng trong phong thủy mà chúng ta mắc phải thì dễ dẫn đến những yếu tố liên quan đến thất thoát tiền bạc cũng như là yếu tố về phá tài. Điều này là điều không hề ai mong muốn cả, đúng không ạ? Và nếu như chỉ vì đơn giản chúng ta thiếu kiến thức phong thủy mà chúng ta ứng dụng sai cái điều này thì sẽ dễ khiến đến cái việc là rất nhiều cô chú anh chị chúng ta chia sẻ là không hiểu lý do tại sao mà từ khi tôi làm cái nhà xong thì bao nhiêu yếu tố về tài lộc, sự nghiệp rồi là công việc nó cứ sụt lùi, nó cứ đi xuống. Vợ chồng nhiều khi khúc mắc, rồi là con cái trở nên không ngoan ngoãn, nói chung là gia đạo trở nên lục đục. Có thể nhìn lại thì do yếu tố phong thủy ngôi nhà chúng ta không được tốt, và phòng khách là một trong những công năng vô cùng quan trọng. Trong cái yếu tố phong thủy trong phòng khách, chúng ta không thể bỏ qua cái việc đó là rất nhiều các cô chú anh chị chúng ta quá là tham trong cái việc đó là bố trí rất nhiều cửa sổ trong phòng khách. Và đây là một trong những cái sai phạm đơn giản nhưng lại dễ dẫn đến yếu tố sai phạm trong phong thủy, đó là cửa sổ có quá nhiều phòng khách. Đây là yếu tố đầu tiên. Cửa sổ có quá nhiều phòng khách thì chúng ta dẫn đến chúng ta thể hiện ngay một điều, đó là trong phòng khách của ngôi nhà đấy không tụ được khí. Chúng ta biết rằng là ứng dụng trong phong thủy đó chúng ta phải mang được yếu tố về loan hoàn, về bổ khí, tức là chúng ta đón được yếu tố về vượng khí của ngôi nhà được nạp từ đại môn, tức là nạp từ cửa chính. Sau đó thì nó sẽ tụ tại phòng khách, hai phòng khách người ta còn gọi là minh đường. Và sau đó từ cái minh đường, từ phòng khách đấy, dòng khí sẽ được bổ khí loan hoàn đến khắp các công năng, các phòng ốc ở trong ngôi nhà, phòng ngủ, phòng thờ, hay là đi lên cầu thang để đi các phòng chức năng ở phía bên trên. Vậy thì nếu như ngay từ khi cái điểm nạp khí đầu tiên, đó là luồng khí đi đến vào phòng khách, nhưng phòng khách nhà cô chú anh chị lại quá nhiều cửa sổ thì dẫn đến việc luồng khí nó không được tụ và nó bị tán khí, cũng như rằng là phòng khách có quá nhiều cửa sổ như thế thì đón gió nó quá nhiều khiến cho phòng khách bị lộng phong, tức là luồng gió vào trong ngôi nhà nó bị cuốn và nó khiến cho việc luồng khí nó không được tụ. Và cái việc này nó dễ dẫn đến cái việc là cái trong ngôi nhà nó dễ dẫn đến việc trục trặc, bởi vì rằng là cái dòng vượng khí nó không được tụ lại, nó không được lưu giữ lại để trong ngôi nhà mà nó bị yếu tố về gió nó thúc đẩy và nó bị tán khí, và khiến cho việc trong ngôi nhà nó dễ dẫn đến cái việc trục trặc. Các thành viên trong ngôi nhà nó dễ dẫn đến cái yếu tố đó là xích bích và khắc khẩu với nhau. Và chắc hẳn một điều là các công việc trong ngôi nhà nó không được trôi chảy. Dễ cứ tưởng rằng là mở nhiều cửa sổ thì sẽ đón được nhiều gió, đón được nhiều ánh sáng, nhưng thực tế mà nói cái việc đấy là cảnh quá nhiều. Và trong phong thủy thì người ta kiêng kỵ cái việc trong ngôi phòng khách nó có quá nhiều cửa sổ. Quá nhiều cửa sổ như thế thì nó không tụ được khí, dẫn đến mọi việc nó bị trục trặc và công việc trong gia đình cũng như gia đạo nó không được bình ổn, cũng như tài lộc dễ bị thất thu. Đấy là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Vậy thì cái việc đó là tôi không bố trí nhiều phòng, tôi không bố trí nhiều cửa sổ thì tôi làm thế nào để đón được nhiều ánh sáng và đón được nhiều gió? Thì cái việc này trong phong thủy để mà đón gió và đón ánh sáng thì chúng ta có nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ như hạn từ cái việc cửa chính, chúng ta bố trí việc rèm cửa hoặc là ô cửa kính hay như thế nào đó, hoặc là trong phòng ngủ, trong phòng khách chúng ta cũng có cửa sổ nhưng không quá nhiều. Ngoài ra người ta sử dụng hệ thống giếng trời để mà đón gió và đón khí cũng như đón ánh sáng. Đấy là một trong những cái phương án để mà người ta, hoặc là lựa chọn cái màu sơn trong phòng khách để người ta đón được nhiều ánh sáng hơn, chứ không phải là mở quá nhiều cửa sổ. Cái đấy là điều mà chúng ta cần phải tất yếu lưu tâm. Cái yếu tố thứ hai trong cái yếu tố về bố trí phòng khách đó là cái việc mà chúng ta mở cửa chính ra, nhìn mở cửa chính ra bước vào không gian phòng khách, nhưng cái không gian phòng khách này thì lại thông với hành lang và nó thông thẳng với cái cửa hậu phía đằng sau ngôi nhà. Tức đây là một trong những cái cách cục liên quan đến việc đó là xuyên tâm sát,
Một trong những cái yếu tố đó là thoát tài, cái việc cửa chính thông với phòng khách và thông với đường hành lang và song thông đến thẳng cửa hậu. Đây là một trong những yếu tố xuyên tâm sát, là một trong những yếu tố khiến cho cái ngôi nhà nó không tụ được khí. Nhưng ta biết rằng là vẫn là cái yếu tố là chúng ta xử lý đến yếu tố về phong thủy khí trong ngôi nhà. Tức là điểm nạp khí trong ngôi nhà đó nạp từ cửa chính. Cửa chính như Đức Trung nói là nạp vào trong phòng khách là minh đường, và sau đó bổ khí loan hoàn khắp các công năng, phòng ốc công năng trong ngôi nhà. Nhưng một điều đó là chúng ta mở cửa chính ra vào không gian phòng khách, đi vào thẳng cửa hậu phía đằng sau thông qua đường hành lang, và nhất là đối với những ngôi nhà ống thì đây là một trong những cái lỗi sai phạm nghiêm trọng trong phong thủy ngôi nhà, khiến cho cái việc luồng khí không tụ lại được và là dễ dẫn đến việc thoát tài. Đây là một trong những yếu tố chắc chắn dẫn đến yếu tố thoát tài, tức là tiền kiếm được bao nhiêu nhưng không giữ được tiền, kiếm được tiền nhưng không giữ được tiền. Bởi vì cái yếu tố rằng là chúng ta biết rằng là một ngày chúng ta có 8 tiếng, ít nhất là 8 tiếng chẳng hạn, chúng ta tiếp xúc với công việc ở công sở, tức là ngoài ngôi nhà, thời gian còn lại chúng ta hầu hết ở nhà. Anh chị nào mà không ở nhà thì chắc chắn ngôi nhà đấy không hạnh phúc rồi. Thời gian còn lại hầu hết chúng ta ở nhà. Ngôi nhà là nơi mà chúng ta tái tạo nguồn năng lượng, tái tạo cái tinh thần sức khỏe, và cũng là nơi mà chúng ta tụ giữ cái yếu tố về tài lộc trong ngôi nhà. Bởi thế cho nên rằng là nếu như ngôi nhà này mà không giữ được khí, không tụ được khí mà để cho cái yếu tố rằng là cửa chính thông với cửa hậu, thì chúng ta nhận thấy một điều giống như chúng ta đút tiền vào trong túi, như cái túi bị thủng á, thì không khác gì một điều đó là mất hết tiền. Do đó rằng là cái việc mà phòng khách nó thông với lại hành lang và thông với lại cửa hậu phía sau, đấy là một trong những cái yếu tố về sai phạm. Thì bằng cách này bằng cách khác thì người ta phải tiến hành là ngăn loạn cái dòng khí đi để nó không cái việc thông tuột như thế, mà dòng khí nó cần có sự uyển chuyển, nó loan hoàn ở trong ngôi nhà. Vậy thì bằng cách này người ta sẽ tiến hành là xây các cái yếu tố về bố trí công năng phòng ốc để cái việc dòng khí nó không trôi tuột như vậy, hoặc là sử dụng các hệ thống vách ngăn CNC ở trong ngôi nhà để cái việc hoặc là tủ vách ngăn giống như trên màn hình mà các cô chú nhìn thấy, thì nó sẽ giúp cái yếu tố đó là tụ được khí, cũng như là để cho dòng khí được loan hoàn, nó luồn chảy chứ nó không có việc chạy tuột một thẳng một mạch từ trước ra sau như thế nữa. Cái việc này rất là nguy hiểm và nó dễ dẫn đến việc thoát tài. Cái yếu tố thứ ba, đó là trong cái việc bố trí xây dựng cái công năng phòng khách thì cái sàn của phòng khách nó không bằng phẳng. Cái sàn phòng khách không bằng phẳng. Một cái công năng, nếu chúng ta nói về phân chia công năng, ví dụ như phòng khách, phòng bếp, cầu thang, hay là phía bên ngoài huyền quan hoặc bên ngoài khu vực sảnh để xe, thì nó giật cấp thì không nói làm gì. Nhưng ngay ở trong cái nội bộ phòng khách mà các cô chú anh chị bố trí cái sàn của phòng khách nó không có sự bằng phẳng, ví dụ là lát gạch nền nhà nó không được tốt, kỹ thuật của đội xây dựng, đội kỹ thuật nó không được tốt, khiến cho phòng khách cái việc lát gạch nó cứ gập gành, hay là trong cái nguyên cục của phòng khách thì cái việc nó phân cấp các tầng các bậc nó giật cấp rồi nó không có được bằng phẳng, hoặc là sử dụng cái màu lát gạch của phòng khách nó quá nhiều màu, nó lộn xộn, không ra một cái bố cục nào để, hoặc là sử dụng các màu thảm nó lộn xộn màu với nhau, khiến cho việc chúng ta bước vào phòng khách và cảm giác màu sắc nó cứ lộn xa lộn xộn, nó không đâu cả. Thì việc này dễ ảnh hưởng đến yếu tố về sự nghiệp của gia chủ, đặc biệt là người trạch chủ trong gia đình. Cái việc mà chúng ta biết rằng là cái đường chúng ta gọi là đường công danh sự nghiệp thì nó giống như cái việc cái nền gạch, cái nền bước đi thì nó cần phải bằng phẳng, chứ nó gập gà gập gành thì chắc chắn nhìn thấy một điều đó, cái đường công danh sự nghiệp của người trạch chủ cũng như người gia chủ nó gập gành luôn. Hoặc là cái nền gạch, nền sàn của cái ngôi nhà nó không được có cùng một cái hệ thống màu mà nó cứ lộn xa lộn xộn nhiều màu thì nó dễ, nó chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái đường công danh sự nghiệp người trạch chủ nó cứ bập bềnh, nó cứ lên xuống, nó không có một sự đồng nhất, nó không có một cái sự thăng tiến và nó không có sự ổn định, nó cứ gập gà gập gành chấp tra chấp chới vậy. Và đặc biệt là các khối nền, màu nền của phòng khách mà nó không có một cái sự thống nhất thì chúng ta nhìn thấy một điều nó các khối nó bị ngăn cách, bị đứt đoạn và nó gập ghềnh bởi vì các khối nó không có sự liền mạch. Thì đây là một trong những cái yếu tố về sai phạm, lát nền mà không có đảm bảo kỹ thuật để cho chúng ta nhìn thấy ngay là cái gạch lát nền, viên gạch nhô cao, viên gạch nhô thấp, rồi là các cái bờ mép nó không được phẳng thiu với nhau, nó cứ gợn lên gợn xuống thì nó dễ dẫn đến cái việc đường công danh tài lộc của người trạch chủ, đặc biệt là người nam trạch chủ trong ngôi nhà nó không có được bình ổn, nó không có được bằng phẳng và nó dễ gập ghềnh và nó dễ gặp những cái chuyện thị phi trong công việc. Đây là một trong những yếu tố sai phạm. Và nhìn ngay chúng ta thấy ngay cái yếu tố thẩm mỹ trong ngôi nhà nó không được tốt, thì ngay cái việc mà các cái yếu tố liên quan đến bố trí công năng cũng như là cái màu sắc của cái nền gạch như thế nào, hoặc bố trí nguyên tắc như thế nào, chúng ta lát gạch vuông hay lát gạch chéo, hay là cái màu sắc chủ đạo trong nền gạch như thế nào, hay là lát gạch có nhân hay không có nhân thì cũng được thể hiện rất rõ thông qua cái việc đó. Các cô chú anh chị nhận thấy là các cái khách hàng sử dụng bộ hồ sơ tư vấn phong thủy cũng sẽ nhận thấy rằng là cái nguyên tắc về màu sơn cũng được thể hiện rất rõ trong cái việc bố trí cái màu sắc của nền gạch, cũng như các họa tiết trang trí trong phòng khách được thể hiện rất rõ trong cái phần liên quan đến bố trí nội ngoại thất của công năng của cái phần hồ sơ tư vấn phong thủy. Chúng ta sẽ thấy ngay trong cái phần tư vấn công năng hồ sơ phong thủy cũng được thể hiện rất rõ cái phần này. Đây,
Ví dụ cái phần trang trí họa tiết màu sắc được thể hiện rất rõ trong cái phần họa tiết này. Thì các cô chú anh chị cũng có thể nhìn thấy ở trên cái màn hình hiển thị những cái nguyên tắc trong việc bố trí phòng khách như thế nào, từ họa tiết trang trí, màu sơn, trần thạch cao cũng như rằng là lát gạch như thế nào được thể hiện rất rõ trong cái bộ hồ sơ tư vấn công năng phong thủy. Với cái việc chúng ta ứng dụng cái sự chỉnh chu trong cái phần tư vấn nội ngoại thất ở trong bộ hồ sơ công năng phong thủy thì sẽ khiến cho ngôi nhà chúng ta nó có sự hài hòa rất tốt giữa kiến trúc và phong thủy, giúp cho các thành viên ở trong ngôi nhà đó có sự hài hòa về tính cách cũng như là phát triển ổn định về gia đạo và tài lộc. Chúng ta đang nhắc đến cái lỗi thứ ba, đó là cái việc lát gạch cũng như là nền gạch nó không được bằng phẳng phẳng phiu, hoặc là các khối cục liên quan đến yếu tố sử dụng bầu thảm hoặc lát gạch nó không có sự đồng nhất, thì chắc chắn một điều nó sẽ ảnh hưởng đến cái yếu tố thẩm mỹ cũng như là cái thể hiện ra cái việc đường công danh sự nghiệp của người trạch chủ nó không được bằng phẳng cũng như là không có được cái sự ổn định. Cái lỗi thứ ba trong phong thủy phòng khách mà chúng ta cần phải chú ý đó là cái việc sử dụng cây xanh ở trong phong thủy phòng khách. Nhưng một điều là các cô chú ý sử dụng cây xanh trong phong thủy để điều hòa tiết khí, điều hòa khí hậu cũng như là tăng yếu tố màu xanh trong phòng khách. Nhưng một điều đó là chúng ta đã không chú ý chăm chút cho cây xanh này và để nó chết. Trong phong thủy, cái việc tối kỵ chúng ta để cây xanh mà bị chết khô héo ở trong ngôi nhà, nó thể hiện cho việc cô quả, nó thể hiện cho việc héo hon, nó thể hiện cho cái việc sắc khí nó đi xuống. Và một điều là phòng khách là nơi minh đường, là nơi tụ khí, nó phải đón được cái vượng khí, cát khí nhiều nhất để còn bổ khí trong ngôi nhà. Nếu bước vào phòng khách cái chúng ta nhìn thấy cái quang cảnh nó điều hưu, nó tiêu tàn do cái việc đó là cây xanh ở trong nhà bị chết hoặc bị héo hon hoặc là bị khô héo mà chúng ta vẫn để trong nhà như thế, đây là một trong những cái sai phạm nghiêm trọng. Thì tuyệt đối chúng ta không nên bài trí những cái cây khô héo ở trong ngôi nhà, mà đặc biệt rằng là đã không trồng cây thì thôi, chăm cây thì thôi mà đã để cây chết ở trong ngôi nhà, đấy một trong những cái điều mà các cô chú anh chị cần phải chú ý. Chúng ta nhìn thấy ngay một điều là nhìn cái cây khô héo nó rũ rượi, nó đã không thể hiện cái yếu tố về năng lượng rồi mà lại còn để cây chết héo nữa, hoặc đặc biệt là các cây hoa mà để rũ rượi hoa mà chúng ta không thay đi, thì cái điều này nó dễ dẫn đến cái việc ở cái ngôi nhà nó bị ủ rột, cái không khí nó não nề mà nó không có được tốt, và nó ảnh hưởng đến yếu tố về tinh thần tài lộc của trong ngôi nhà đó. Và cái yếu tố thứ năm nữa mà các cô chú anh chị cần chú ý đó là cái lựa chọn màu sơn của phòng khách. Rất nhiều cô chú anh chị thắc mắc đặt đến câu hỏi của phong thủy Thái Nguyên, đó là tôi mệnh này tôi mệnh kia thì tôi lựa chọn màu sơn phòng khách màu gì bây giờ Hải Đức Trung, hay là tôi 1978 mẫu ngọ tôi mệnh hỏa thì tôi lựa chọn phòng khách màu sơn màu gì, anh thì anh không thích màu hồng anh lựa chọn màu này màu kia có được không, hoặc là tôi 1982 nhâm tuất tôi mệnh này mệnh kia thì tôi sử dụng cái màu sơn màu gì. Đó là một trong những cái câu hỏi mà phổ biến các cô chú anh chị đặt ra. Tuy nhiên rằng là đối với yếu tố phong thủy chính phái thì nó không như vậy. Cái việc mà lựa chọn màu sơn cho ngôi nhà và đặc biệt là phòng khách thì nó không phải là căn cứ vào cái việc đó mệnh của cô chú anh chị màu gì, mệnh gì, bản mệnh mệnh gì để lựa chọn phòng màu sơn, mà cái việc màu sơn cho ngôi nhà, mặt tiền hay phòng khách hay là khu vực bếp thì nó căn cứ vào tọa và hướng của ngôi nhà các cô chú anh chị ạ. Nó căn cứ vào tọa và hướng ngôi nhà. Bởi lúc này chúng ta sơn là sơn cho ngôi nhà, do đó ngôi nhà là chủ thể, chứ không phải là tôi mệnh này tôi mệnh kia thì tôi sơn màu gì. Cái mệnh của cô chú anh chị, tức là cái màu sơn bổ vào cái thân mệnh cô chú anh chị thì nó cũng không phải là căn cứ vào mệnh cô chú anh chị luôn, mà cái màu sơn đấy nó quyết định cũng không phải là phòng khách mà nó quyết định ở cái phòng khác, đó là phòng ngủ. Thì cái này Đức Trung sẽ chia sẻ đến các cô chú anh chị trong cái video khác, nói về những cái nguyên tắc quan trọng trong phong thủy phòng ngủ. Ở đây chúng ta đang nói về phòng khách, thì cái màu sơn của cái nội cục của phòng sơn nội thất á, của phòng khách thì nó căn cứ vào tọa và hướng ngôi nhà, theo nguyên tắc là lấy khí của hướng để bổ cho tọa. Tức là nó phải tạo ra một cái luồng khí, nó có sự loan hoàn từ cái phần tọa của ngôi nhà đến cái phần, từ cái phần hướng ngôi nhà đến phần tọa ngôi nhà theo cái yếu tố về hậu thiên bát quái. Ví dụ như là nhà tọa tây và hướng đông thì nó tuân theo nguyên tắc của ngũ hành của phần tọa là tọa tây nó theo ngũ hành của hành kim, hướng đông nó mang ngũ hành của hành mộc, do đó chúng ta phải lựa chọn cái màu sơn để có yếu tố là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ tiếp tục sinh kim. Thì cái nguyên tắc màu sơn như thế nói ra thì dài, và các cô chú anh chị cũng cần phải thông qua cái kiến thức học, thông qua cái môn phong thủy, ít nhất về kiến thức âm dương ngũ hành. Nhưng mà đơn giản nhất thì chúng ta ứng dụng những kiến thức đấy ở trong cái bộ hồ sơ tư vấn công năng phong thủy. Với cái bộ hồ sơ tư vấn công năng phong thủy như thế này, thì khi mà cô chú anh chị tiến hành là quyết định xây dựng được một ngôi nhà thì hãy để phong thủy Thái Nguyên tiến hành về khảo sát, tư vấn và thiết lập lên bộ hồ sơ tư vấn phong thủy như thế này, thì sẽ rất yên tâm trong cái việc là phòng khách nhà tôi sơn cái màu gì để đảm bảo yếu tố về thẩm mỹ cũng như đảm bảo yếu tố về phong thủy thật tốt để giúp cho ngôi nhà tôi có sự tài lộc viên mãn, thì cũng được thể hiện rất rõ ở trong cái phần họa tiết trang trí nội ngoại thất mà các cô chú anh chị nhìn thấy ở trên màn hình. Thì đối với các cái màu sơn bảng màu cũng được thể hiện rất rõ về cái việc màu sơn phòng khách như thế nào, các họa tiết trang trí ra làm sao cũng được thể hiện rất cụ thể ở đây, và nó giải tỏa ngay cái tâm lý đó là tôi mệnh này tôi mệnh kia tôi sơn màu gì. Thì phàm những cái việc gì mà chúng ta không có nắm rõ, chúng ta còn mù mờ, thì hãy để một đơn vị chuyên gia tư vấn giúp các cô chú chị thì sẽ yên tâm hơn. Và rất nhiều các cô chú chị
Sau khi mình được phong thủy viên tư vấn thì cảm giác rất hài lòng và ngôi nhà trở nên vượng khí, cũng như các thành viên ở trong ngôi nhà đó, sức khỏe, tài lộc và mọi thứ trở nên rất là viên mãn. Thì đây là một trong những cái niềm vui mà phong thủy Thái Nguyên mang lại đến các gia chủ trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Và cho đến ngày hôm nay thì phong thủy Nguyên cũng tự hào với hơn 7.000 bộ hồ sơ mà phong thủy Nguyên tư vấn, thiết kế, khảo sát, thậm chí là một số công trình phong thủy Nguyên trực tiếp giám sát thi công. Thì đây là một trong những cái niềm tự hào mà phong thủy Nguyên muốn gửi gắm đến các cô chú anh chị. Hãy để một đơn vị chuyên gia am hiểu cả về kiến trúc và phong thủy tư vấn đến các cô chú chị một cách kỹ càng hơn. Và để tránh những cái sai phạm mà Đức Trung nói trên, ngoài cái việc chúng ta rà soát lại cái ngôi nhà chúng ta xem có bị sai phạm hay không, hay nếu như trong thời gian sắp tới chúng ta mong muốn xây dựng một ngôi nhà thật tốt, đảm bảo yếu tố về phong thủy, đảm bảo yếu tố về thẩm mỹ, đảm bảo yếu tố về kiến trúc, thì khuyên các cô chú chị hãy lựa chọn một đơn vị chuyên gia, một công ty am hiểu về kiến trúc và am hiểu về phong thủy tư vấn đến các cô chú chị thì sẽ kỹ càng hơn. Và tất cả mọi thứ đều cần phải trả ở trên kết quả hồ sơ để chúng ta có thể lưu trữ lại. Và đặc biệt tại phong thủy Thái Nguyên thì bộ hồ sơ của cô chú chị sẽ được lưu trữ tại phong thủy Nguyên đến 10 năm. Giống như việc chúng ta đi khám bệnh, chúng ta sẽ có bệnh án để lưu trữ tại bệnh viện, để bất cứ khi nào chúng ta quay lại khám thì đều có những cái lưu giữ lại cái hồ sơ bệnh án chúng ta. Thì ngôi nhà của chúng ta là một thực thể, chúng ta muốn chăm sóc nó thật tốt thì chúng ta cũng cần phải có cái hồ sơ để lưu trữ lại những cái tình trạng của ngôi nhà. Thì bộ hồ sơ tư vấn phong thủy chính là một trong những cái giải pháp cấp yếu mà các cô chú chị cần phải chú ý khi mà chúng ta triển khai xây dựng một ngôi nhà. Thì đây là bộ hồ sơ mà được hàng nghìn các gia chủ tin tưởng gửi gắm, thì chúng ta cần phải chú ý và ứng dụng. Qua đây cũng là một trong những cái nội dung video mà Đức Trung muốn chia sẻ đến các cô chú chị những nguyên tắc quan trọng trong việc bố trí phong thủy phòng khách và những cái sai phạm mà chúng ta tuyệt đối không thể tránh phải, không nên gặp phải. Thứ nhất đó là phòng khách có quá nhiều cửa sổ. Cái thứ hai đó là mở cửa chính đi vào phòng khách thông qua hành lang mà nhìn thấy ngay cửa hậu, thông qua cửa hậu, đấy là một trong những sai phạm. Cái thứ ba đó là cái việc sàn phòng khách nó không được bằng phẳng, hay là các họa tiết màu tiết của cái nền gạch trong phòng khách nó không có sự đồng nhất, đồng bộ, dễ dẫn đến cái việc là sự nghiệp công danh của người trạch chủ nó gập ghềnh và nó không có sự bình ổn. Cái thứ ba đó là sử dụng cây xanh trong phòng khách tuyệt đối không được để chết, không được để khô héo, không được để điều hưu đối với cái việc là cây xanh bị chết héo trong phòng khách như vậy. Và cái thứ năm đó là cái việc là sử dụng màu sơn trong phòng khách nó phải căn cứ trên yếu tố tọa hướng ngôi nhà, chứ không phải mệnh tôi mệnh này, mệnh tôi mệnh kia, tôi sử dụng màu sơn này. Đấy là những cái nguyên tắc quan trọng. Và để theo dõi những video mà Phong Thủy Nguyên chia sẻ về những cái yếu tố ứng dụng phong thủy trong cuộc sống thì các cô chú anh chị vui lòng bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông ở bên cạnh để đón nhận những video mới nhất nhé. Các cô chú anh chị cũng có thể đặt câu hỏi đến Phong Thủy Nguyên để được tư vấn thông qua cái cấu trúc đó là họ tên cộng với lại là năm sinh, cộng với số điện thoại và cộng với lại câu hỏi cần được tư vấn ở dưới phần bình luận, để đội ngũ trợ lý sẽ liên lạc lại tư vấn miễn phí đến các cô chú chị. Hoặc cô chú chị cũng có thể gọi điện đến số 1900292 và bấm nhánh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn về yếu tố phong thủy nhà ở và để có cơ hội được tư vấn thiết lập những cái bộ hồ sơ công năng phong thủy thật là tốt nhất. Các cô chú chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn trực tiếp tại văn phòng và có cơ hội được gặp gỡ thầy Tam Nguyên để mà giao lưu cũng như là được nhận sự tư vấn từ thầy Tam Nguyên. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.